Bữa nay mua được cái máy bắt sổ hiệu Singer. Thích cái này lâu lắm rồi mà hôm nay mới có dịp để mua. Cái này là máy cho gia đình thôi, máy bắt sổ của loại gia đình thôi. Thì chút xíu được, chứ mà may mà bắt sổ cửa hàng chợ thì không mua máy công nghiệp loại lớn. Bây giờ là mình mở ra. Thì trong đây có cuốn sách để mà hướng dẫn, có ba ngôn ngữ. Đó, thương hiệu đây nè, 14CG754, 741 luôn. Em cùng bắt đầu mình khui ra nha. Giờ lấy cái thùng nước này ra nè, vì cái này vừa quay có một tay đó. Bây giờ mình để lên cái cây trống để bắt đầu mình mở ra. Có cái CD để mà coi hướng dẫn. Cái này là cái bàn đạp á, cái bàn đạp điều khiển ở dưới đó, ổ cắm, ổ giấy. Trước khi mình xài phải đọc giấy và cái hướng dẫn này cho nó, nhưng mà mình quen rồi thì mình biết rồi thì không cần. Một đầu thì cắm vô ổ điện, một đầu cắm vô cái máy. Thank you.
để cho nó ăn hết với nhau thôi. Rồi ok, thôi tiếp tục để mà tìm. Clip sau.